Đầu tiên là diễn viên Khali và MC Ốc Thanh Vân. Xin mời. Người ta dày cái được rồi, cái gì đâu phải chơi con nít sao mình. Thường là trong bối cảnh của một gia đình đông con, không thể nào chạy te theo chồng để mà kiểm soát anh ấy được. Nếu mình lướt Facebook, của Chi Rùa đó, và mình nhìn thấy trong cái list friend có một vài nhân vật tự nhiên dừng lại ở một cái Facebook nào đó, là y như rằng sẽ có một cái gì đó. Ví dụ em gái Mưa chẳng hạn, dập liền, không có mưa gió gì hết á. Chị Ốc ấn tượng với bóng dáng bạn số 3, tại vì giống tướng của Chi Rùa nhà mình hay đứng như vậy. Ông chưa gặp? Không, ông đang ở nhà trông con nên sao chị đi quay rồi em. Có khi nào chương trình lén mời chồng em lên không chị? Em nghĩ cái tướng số 1 là giống tới anh Thanh Duy đúng không? Cũng giống đó. Duy hay tạo dáng, một post Duy hay tạo dáng lắm, đúng rồi. Mình cảm giác là cái bạn này có một cái bờ môi nó hơi chề chề, nhọn nhọn, kiểu giống như anh Vinh vậy đó. Chân mày, mắt, mũi, miệng kỹ kỹ đi em. Đừng nói Vinh vẻ nha Vinh. Anh Vinh đang phát họa ra những cái gì mà chị Ly nói. Giờ em mời hai chị coi tất cả những gì mà hai chị vừa diễn tả. Cái gì vậy dạ? Anh biết em làm cái gì rồi. Bạn nói đi từ trong đi ra tới đây, bạn làm một cái thứ gì đó mà nó rất là gợi ý luôn. Cái gì vậy? Nhưng Vinh không thể nào nói được. Ông xạo á, đừng tin ổng. Những giác quan thứ 6 này quá nhiều giác quan, nhưng nó lên tới cái mức thượng thừa rồi. Trời ơi, dạo này nó đã sắp tẩu quả nhập ma. Dạo này dễ sợ ha.